Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm ở trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, tại góc ngã tư đường Nguyễn Đình Chiểu, Lê Thánh Tông. Khu vực này trước đây có nhiều hàng quán bán đồ ăn sáng, cà phê hay các xe đẩy bán hàng rong, nên giao thông lộn xộn, ùn ứ. Tuy nhiên, tình trạng này năm nay không còn xảy ra nữa. Bà Nguyễn Thị Phương, nhà đối diện trường cho biết. Các cái năm trước, phụ huynh đi xe máy, ô tô thì chở con đến trường rồi hay đón con về thì cứ bạ đâu đổ đấy. Rồi khách đến quán ăn, cà phê cũng cứ tranh nhau đổ dưới lòng lề đường. Thậm chí là có khi là lên cả vỉa hè hay cả vạch ưu tiên dành cho người đi bộ. Rồi cái người bán hàng rong thì cũng đổ dưới lòng lề đường. Giờ cao điểm mà lộn xộn nhất là ùn tắc là từ 6 đến 7 giờ sáng hoặc là 4 rưỡi đến 5 giờ chiều. Các cái ngày học sinh đi học. Tuy nhiên năm nay thì tôi thấy cái tình trạng này không xảy ra nữa. Theo thầy giáo Lê Mai Thanh, trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, trước khai giảng năm học 2022-2023, nhà trường đã họp toàn thể giáo viên, cán bộ nhân viên để triển khai các nhiệm vụ của năm học, trong đó có lập lại trật tự giao thông trước cổng trường. Ban giám hiệu đã thành lập đội xung kích phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ phân luồng giao thông, hướng dẫn phụ huynh đậu đỗ xe đúng nơi quy định. Nhà trường có phân công 3 đội, mỗi đội khoảng 2 người và đến 4 người. Làm nhiệm vụ là giải quyết ùn tắc giao thông ở cái khu vực cổng trường trong vòng vài giây, mình không có để lâu. Như phụ huynh chưa có chỗ đổ thì mình sẽ hướng dẫn cho chỗ đậu đổ, xe máy sẽ đậu đổ trên sát cái phần vỉa hè dành cho cái phần xe máy, phân công theo giờ rồi ra về. Khối 1 là ra giờ vào mấy giờ, rồi khối 2, khối 3, khối 4 và chia đều cho cổng chính và hai cổng phụ. Tại thành phố Buôn Ma Thuột, tình trạng mất trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường học như trường mầm non Họa Mi, tiểu học Nguyễn Đức Cảnh đường Phan Chu Trinh, trung học cơ sở Tân Lợi đường Ngô Quyền, tiểu học Võ Thị Sáu đường Bà Triệu, tiểu học Lê Hồng Gấm đường Lý Thường Kiệt hay tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm đường Nguyễn Đình Chiểu diễn ra khá phổ biến những năm qua. Trung tá Thái Văn Thìn, phó trưởng công an thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, sau quá trình rà soát các điểm trường thường xảy ra ùn tắc, đơn vị cũng nhận thấy hệ thống giải phân cách cứng chưa thật sự hợp lý, khiến tình trạng ùn tắc giao thông cổng trường thêm trầm trọng. Đơn vị đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột tháo dỡ tất cả các giải phân cách cứng tại ngã ba, ngã tư gần trường học, thay thế bằng vạch sơn liền, tạo đường thông thoáng để phương tiện xoay sở. Song song đó, tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền phụ huynh, học sinh nâng cao ý thức tham gia giao thông, yêu cầu các hộ kinh doanh buôn bán nhỏ chấp hành quy định về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đặc biệt, bố trí lực lượng điều tiết tại các nút giao thông gần trường học, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trung tá Thái Văn Thìn nói. Công an thành phố đã phát 3.400 tờ rơi tuyên truyền cho 9.020 học sinh và giáo viên về luật giao thông đường bộ. Phân công trên 400 lượt cán bộ chiến sĩ gồm lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự và cảnh sát khu vực tham gia tuyên truyền cho các bậc phụ huynh đưa đón con em đậu đỗ phương tiện đúng nơi quy định và điều tiết giao thông tại các giao lộ gần cổng trường học. Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có gần 500.000 học sinh theo học tại 1.071 trường học. Theo ông Đỗ Tường Hiệp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, tình trạng mất trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường học không chỉ diễn ra ở thành phố Buôn Ma Thuột, mà hầu hết các địa phương trong tỉnh những năm qua. Dù chưa xảy ra các vụ tai nạn đáng tiếc, nhưng tình trạng ách tắc, lộn xộn giờ cao điểm đã gây mất mỹ quan đô thị, bức xúc cho nhân dân. Trước thực tế này, bước vào năm học mới năm nay, Sở đã phối hợp với lực lượng chức năng triển khai các biện pháp chấn chỉnh, bước đầu cho thấy kết quả rất khả quan. Thời gian vừa qua thì ngành giáo dục đào tạo Đắk Lắk đã có những cái văn bản chỉ đạo cụ thể để triển khai đến các nhà trường, nâng cao ý thức cho học sinh và quy định cho học sinh khi đến trước cổng trường thì phải thực hiện cái việc an toàn giao thông. Tuyên truyền phổ biến đến hội cha mẹ học sinh để có thể là nắm bắt được và ý thức được cái vấn đề này. Và đặc biệt là các nhà trường còn phối hợp với chính quyền địa phương, công an, đoàn thanh niên và các cái lực lượng tình nguyện khác để có thể hỗ trợ thêm cái việc an toàn giao thông.